bền như mới. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Thành viên thứ ba của hai đội sẵn sàng, xin mời. Hai bạn bắt tay giao hữu. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi có 8 đáp án, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn sẵn sàng. Vật gì trong quán cà phê thường có tên của quán trên đó? Mời bạn. Em nghĩ là ly. Ly. Đồ lót ly. Đồ lót ly. Hai bạn trở về vị trí. Chỉ cần bạn nhớ lại trong những dịp chúng ta đi uống cà phê, ngồi trong quán cà phê thì các bạn nhìn thấy, quan sát trong quán, thấy vật gì trong quán có tên quán trên đó. Theo em đó là bàn. Cái bàn. Cái gì đó bạn? Vật gì trong quán cà phê thường có tên quán ở trên đó? Bản hiệu. Bản hiệu. Mời bạn Trang, vật gì ở trong quán cà phê thường có tên quán ở trên đó? Dạ, theo em nghĩ đó là gói đựng đường. Đường. Gói đường. Bất gì trong quán cà phê thì có in tên quán ở trên đó. Dạ, theo em nghĩ là thực đơn của quán. Thực đơn của quán. Chúc mừng bạn. Mời bạn Trâm, câu này đâu có khó. Theo em đó là có tên quán ở trên đó. Đó là... Em đó là đồng phục của nhân viên quán. Hay quá, và chúng ta xem đáp án đó có trên bảng hay không. Đồng phục của nhân viên. Hay quá, mời đội trưởng tiếp tục phát huy chiến thắng các bạn. Vật gì ở trong quán cà phê thường có tên quán ở trên đó? Thêm là bảng trang trí. Bảng trang trí. Thôi đội khám phá hội ý. Tiếp tục đi bạn. Thêm nghĩ đó là thẻ giữ xe. Thẻ giữ xe. Mời đội khám phá. Khám phá ra chưa các bạn? Đang hội ý. Đang hội ý, chưa khám phá ra. Tiếp tục khám phá đi đội trưởng. Bạn Minh Quang, bạn nhớ lại xem bạn vào quán cà phê bạn thấy vật gì thường in cái tên quán ở trên đó. Thường có tên quán ở trên đó. Thường có tên. Cây tâm sữa răng mà có bao bì ở ngoài, có giấy. Bao bì của tâm xe răng. Gạt tàn thuốc. Gạt tàn thuốc. Em nghĩ là cái mâm. Để... Cái mâm. Mâm bưng nước. Cái khay, cái mâm. Em nghĩ là... Cái khăn trải trên cái bàn. Khăn trải bàn. Đáp án của đội. Đội chúng em lấy cái đáp án là... trên cái gạt tàn thuốc. Gạt tàn thuốc. Sau một hồi phân vân thì đội trưởng quyết định là gạt tàn thuốc. Một vật ở quán cà phê, trong quán cà phê thường có tên của quán trên đó, đó là không biết phải là cái gạt tàn thuốc không. Xin mời quý vị và các bạn, xin mời đội VCM theo dõi hai đáp án còn lại trên bảng. Đây là hai vật dụng mà theo quan sát của nhiều người có in tên quán cà phê trên đó. Đáp án thứ tư. Và trong quán cà phê có những vật dụng in tên quán. Còn lại đáp án thứ năm. Như chúng ta thấy, sau vòng 2, VCM vẫn 98 điểm và dẫn trước bây giờ là khám phá 148 điểm. Em nghĩ đó là cá bóng. Cá bóng. Một loài cá nước ngọt không có vảy. Bạn đã nói gì với đội trưởng bạn? Em cũng nghĩ là cá bóng. Cá bóng, còn bạn? Em nghĩ là cá ba sa. Cá ba sa, bạn quyết định đội trưởng. Cá bóng với cá ba sa, bạn chọn cái nào? Dạ, tôi em quyết định cá ba sa. Cá ba sa. Quyết định của đội trưởng rất quan trọng bởi vì số điểm cao quá rồi. Chúng ta xem một loài cá nước ngọt mà không có vảy
cá ba sa thì chúng ta biết là nó không có vảy rồi, nhưng mà nó có phải là đáp án thứ 3 và đáp án thứ 5 hay không? Bạn nghĩ là có không? Các bạn khám phá nghĩ là có không? Có không? Có thể. Có. Cá ba sa. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã ghi được 294 điểm trong câu hỏi này. Tuyệt vời. Đáp án thứ 5. Cá chập. Đó là loài cá nước ngọt không có vảy. Thưa quý vị và các bạn, ai là đội chiến thắng? Đó là VCM. 379 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn. Các bạn đã có 338 điểm. Đó là một con số điểm cũng không thua gì với đội chiến thắng cả. Không thua đội bạn bao nhiêu? 338 điểm là 3.380.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi và xin mời các bạn nhận phần thưởng cùng phần quà của nhà tài trợ Pepsi. Chào các bạn VCM à. Các bạn thật là may mắn và các bạn đã chiến thắng vào phút chót. Số điểm của các bạn cũng xích xoát với bên kia, cao hơn tí xíu. 389 điểm, 3.890.000 đồng. Các bạn chuẩn bị để giành một giải thưởng ở vòng đặc biệt 10 triệu đồng nữa. Bây giờ mời các bạn nhận giải thưởng và phần quà của nhà tài trợ Pepsi. Xin mời các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình. Và đây là vòng đặc biệt của trò chơi chung sức. Xin mời hai thành viên của đội VCM. Hai bạn cố gắng trả lời 5 câu hỏi của vòng này thật là xuất sắc. Cố gắng đạt được 200 điểm. 10 triệu đồng thuộc về đội các bạn. Ai trả lời trước nào? Dạ, em sẽ là người trả lời. Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn trả lời trước. Bạn có 20 giây và bạn cố gắng tận dụng 20 giây này cho tốt nhé. Câu hỏi nào bạn chưa tìm ra đáp án nhanh theo tôi thì bạn nói là cho qua, đừng có suy nghĩ thêm, sẽ mất thời gian. Dạ. Vài giây rất là quý đối với 5 câu hỏi này. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong không nghe được những câu trả lời của bạn ngoài đây. Đây là luật của trò chơi chung sức ở vòng này. Và bây giờ xin mời bạn nhìn về phía trước để sẵn sàng trả lời. 20 giây của bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Thế cho nên bạn yên tâm, bạn bình tĩnh nhé. Tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn trong câu thứ nhất. Tôi sẽ đọc chậm chậm cho bạn nghe để bạn ghi được điểm tốt trong câu này nhé. Và sau đó là đua thời gian 20 giây. Câu thứ nhất. Tác nhân nào dễ gây bệnh ung thư cho con người nhất? Khói thuốc. Theo bạn, nghề nghiệp nào cần có năng khiếu thẩm mỹ cao? Thiết kế. Kể một phương pháp ngăn ngừa và trị mụn mà bạn biết. Dùng sữa rửa mặt hàng ngày. Nếu một mẹo vặt làm trắng quần áo khi giặt đồ mà bạn biết. Dùng thuốc tẩy. Theo bạn, ấn tượng ban đầu nào của một chàng trai dễ thu hút các cô gái nhất? Ga lăng. Bạn trả lời rất nhanh và bây giờ chúng ta quay lại để mong rằng bạn ghi điểm rất cao. Tôi thấy bạn trả lời hay đấy. Nào, mời. Câu thứ nhất. Tác nhân nào dễ gây bệnh ung thư cho con người nhất? Bạn trả lời là... Khói thuốc. Khói thuốc. Khảo sát. Chúc mừng bạn. Câu thứ hai. Theo bạn, nghề nghiệp nào cần có năng khiếu thẩm mỹ cao? Bạn nói là... Nhà thiết kế. Khảo sát. 11 điểm. Câu thứ ba, kể một phương pháp ngăn ngừa và trị mụn mà bạn biết. Bạn nói là dùng sữa rửa mặt hàng ngày. Điểm 24 điểm. Còn 2 điểm cao, bạn trả lời rất hay. Câu thứ tư, nếu một mẹo vặt làm trắng quần áo khi giặt đồ mà bạn biết, bạn trả lời là dùng thuốc tẩy. Mấy điểm? 37 điểm. Tuyệt vời. Bạn đã có 102 điểm. Một câu nữa. Một câu nữa, bạn nghĩ rằng có tất cả bao nhiêu? Không, để được bao nhiêu điểm? Không đoán trước được. Không đoán trước được. Bao nhiêu là thấy là cảm thấy là phấn khởi quá rồi hả? Dạ. Không cần phải đoán thêm. Câu thứ năm. Theo bạn, ấn tượng ban đầu nào của một chàng trai dễ thu hút các cô gái nhất? Thì bạn trả lời là ga lăng.
Khảo sát 22 điểm, 124 điểm. Đây là một số điểm rất cao. Còn lại 76 điểm là một công việc rất là dễ dàng cho đồng đội của bạn. Mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Chúc mừng bạn. Tôi chúc mừng bạn trước. Không biết một lát là bạn có khai thác được sự thuận lợi của mình hay không. Nhưng mà trước hết tôi chúc mừng bạn. Một lát nữa bạn sẽ quay lại, bạn sẽ hiểu nha. Bây giờ bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn trong thời gian 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội của mình 5 giây vì một việc khó hơn. Đó là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội mình. Khi bạn đáp trùng ý, bạn nghe một tín hiệu nhắc nhở là... Đó là tín hiệu nhắc nhở. Tín hiệu này báo cho bạn biết rằng đáp án của bạn vừa rồi không được chấp nhận. Bạn phải thay đổi ngay đáp án khác cho thật nhanh. Hoặc là bạn nói cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại câu hỏi đó khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? Bây giờ mời bạn nhìn về phía trước, tập trung, nghe rõ, trả lời nhanh. 25 giây của bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn bằng cách là tôi đọc chậm câu hỏi thứ nhất thôi. Xong câu hỏi thứ nhất mới bắt đầu tính thời gian. Bạn sẵn sàng nhé. Tác nhân nào dễ gây bệnh ung thư cho con người nhất? Hóa chất. Theo bạn, nghề nghiệp nào cần có năng khiếu thẩm mỹ cao? Vẽ. Kể một phương pháp ngăn ngừa và trị mụn mà bạn biết. Rửa sạch mặt. Nếu một mẹo vặt làm trắng quần áo khi giặt đồ mà bạn biết? Giặt bằng dầu hôi. Theo bạn, ấn tượng ban đầu nào của một chàng trai dễ thu hút các cô gái nhất? Nói chuyện duyên dáng. Bạn trả lời rất nhanh và tôi thấy mọi người thấy là rất hay. Sau đây chúng ta quay lại xem điều gì xảy ra. Mời bạn, đã có 124 điểm, thật là tuyệt vời, bạn thấy chưa? Phần còn lại quá nhẹ nhàng, 76 điểm thôi. Và bạn trả lời tôi thấy là hay. Không biết kết quả như thế nào? Hy vọng, hoàn toàn hy vọng, hoàn toàn hy vọng. Gần như là tôi nghĩ là nhiều người nghĩ chứ không phải là tôi. Chiến thắng trong tầm tay của các bạn. Câu thứ nhất, tác nhân nào dễ gây bệnh ung thư cho con người nhất? Bạn trả lời là... Hóa chất và khảo sát. 15 điểm. Ở câu này đồng đội bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là khói thuốc. Thuốc lá thì dễ bị ung thư, nhất là ung thư phổi. Câu thứ hai, theo bạn, nghề nghiệp nào cần có năng khiếu thẩm mỹ cao? Bạn trả lời là vẽ. Điểm 32 điểm, tuyệt vời. Đây là số điểm cao nhất trong câu hỏi này. Bạn còn 29 điểm là chiến thắng. Câu thứ ba, kể một phương pháp ngăn ngừa và trị mụn mà bạn biết. Bạn trả lời là rửa sạch mặt. Khảo sát 18 điểm, tuyệt vời. Ở câu này hai bạn đều ghi điểm cao, nhưng số điểm cao nhất là 26 điểm với đáp án là rửa mặt thường xuyên. 26 người trả lời là rửa mặt thường xuyên. Dùng sữa rửa mặt hàng ngày là 24 điểm. Câu thứ tư, còn 11 điểm. Còn 11 điểm nữa thôi. Nếu một mẹo vặt làm trắng quần áo khi giặt đồ mà bạn biết thì bạn trả lời là dùng dầu hôi để tẩy trắng quần áo. Không biết là mẹo vặt này có bao nhiêu người theo bạn? Khảo sát 11 điểm. Rất tiếc cho bạn câu này. Tuy nhiên còn 11 điểm thì là một cái chuyện không đến nỗi khó đối với câu thứ 5. Ở câu thứ 4 này, đồng đội của bạn đã trả lời được đáp án cao nhất, đó là dùng thuốc tẩy. 37 người trả lời như thế. Câu cuối cùng, các bạn thấy sao? Các bạn nghĩ sao về câu cuối cùng sắp? Điều gì sẽ xảy ra? 12 điểm. 12 điểm. Câu thứ 5, theo bạn, ấn tượng ban đầu nào của một chàng trai dễ thu hút các cô gái nhất? Bạn nói chuyện duyên dáng. Theo bạn thì nói chuyện duyên dáng là một cái ấn tượng để thu hút các cô gái tốt. Đẹp trai thì nhiều điểm hơn. Thế sao bạn không trả lời đẹp trai? Suy nghĩ không kịp. Suy nghĩ không kịp. Thôi thì để chúng ta xem nói chuyện duyên dáng như thế nào nhé. Khảo sát 5 điểm. Còn 6 điểm nữa thôi.
thật là tiếc cho các bạn. Nếu mà bạn bình tĩnh, bạn chọn cái đáp án mà bạn nghĩ đó là đẹp trai thì bạn sẽ có đến 34 điểm. Thật là tiếc cho bạn. 6 điểm nữa để chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện tuần này sẽ được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Pepsi đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin chào. Việt Nam hòa cùng thế giới, tinh thần number one. Các bạn thân mến, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Qua những hình ảnh của chương trình ngày hôm trước, chúng ta thấy rằng con đường chinh phục Phan Xi Păng hoàn toàn không đơn giản. Đó là một cuộc hành trình gian nan và đầy mạo hiểm. Thế nhưng từ xưa đến nay, thiên nhiên luôn là động lực, yếu tố thách thức sự chinh phục của con người. Chính điều đó đã thúc đẩy những chàng trai dũng cảm của đội leo núi Việt Nam sẵn sàng cho bất cứ cuộc chinh phục nào. Hãy tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên leo núi Việt Nam.